Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của khái niệm. Khái niệm này có nghĩa là gì? Một khái niệm là một suy nghĩ hoặc lý tưởng. Khái niệm đã được mượn từ khái niệm Latin, mượn từ concipio Latin, để tiếp nhận, thụ thai, tiếp nhận. Một khái niệm là một ý tưởng được hình thành trong tâm trí. Ý nghĩ ban đầu của việc thụ thai động từ là đưa tinh trùng vào tử cung, và bằng cách mở rộng ý nghĩa sau này, đưa một ý tưởng vào tâm trí. Làm thế nào để bạn giải thích một khái niệm? 8 ý tưởng đơn giản để phát triển ý tưởng và giải thích. Thứ nhất, hiểu đối tượng của bạn. Thứ hai, xác định điều khoản của bạn. Thứ ba, phân loại và phân chia khái niệm của bạn thành khối. Thứ bốn, so sánh và đối chiếu. Thứ năm, kể một câu chuyện hoặc đưa ra một ví dụ để minh họa quá trình hoặc khái niệm. Thứ sáu, minh họa bằng các ví dụ. Thứ bảy, hiện thị nguyên nhân hoặc hiệu ứng. Thứ tám, so sánh các khái niệm mới với những khái niệm quen thuộc. Khái niệm cơ bản là gì? Khái niệm cơ bản là những từ mà một đứa bé cần biết để làm theo chỉ dẫn, tham gia vào các thói quen và tham gia vào cuộc trò chuyện. Một đứa trẻ cần thiết các khái niệm cơ bản để thành công trong việc đọc, viết và toán. Khái niệm cơ bản là những từ mô tả vị trí, số lượng, mô tả thời gian và cảm xúc. Khái niệm trong lý thuyết là gì? Một khái niệm là bất kỳ ý tưởng các nhà khoa học phân biệt giữa những một giả thuyết của những người Hồi giáo, một ý tưởng hay giải thích sơ bộ cho một hiện tượng bạn sẽ kiểm tra, và một lý thuyết về Hồi giáo, một ý tưởng hoặc giải thích cho một hiện tượng đã được kiểm tra nhiều lần và thấy phù hợp trong một khoảng thời gian dài. Một ý tưởng hoặc khái niệm là gì? Một ý tưởng đề cập đến một kế hoạch được hình thành bởi nỗ lực tinh thần, trong khi một khái niệm đề cập đến một thủ tục. Ý tưởng được hình thành bởi một cá nhân, trong khi một khái niệm được lập ra bởi một nhóm các cá nhân. Một ý tưởng không trừu tượng trong tự nhiên, trong khi khái niệm là trừu tượng trong tự nhiên. 5 khái niệm cơ bản của dân chủ là gì? Điều khoản trong bộ này. Thứ nhất, giá trị cơ bản của mỗi người. Mọi người đều xứng đáng là một phần của nền dân chủ của chúng ta. Thứ hai, bình đẳng của tất cả những mọi người. Mọi người đều có cơ hội và bình đẳng pháp lý như nhau, bất kể giới tính, tôn giáo hay chủng tộc. Thứ ba, quy tắc đa số và quyền thiểu số. Thứ bốn, sự cần thiết của sự thỏa hiệp. Thứ năm, tự do cá nhân. 3 khái niệm của triết học là gì? Ý tưởng chính của triết học là thẩm mỹ, nghiên cứu bản chất của cái đẹp, nghệ thuật và hương vị, và tạo ra các loại sự thật cá nhân. Nhận thức luận, nghiên cứu bản chất và phạm vi của kiến thức và niềm tin. Đạo đức, nghiên cứu về quyền, tốt và giá trị. Một khái niệm câu chuyện là gì? Một khái niệm là một ý tưởng trong một câu chuyện, trong khi tiền đề là một bản phát thảo rất ngắn gọn về một câu chuyện. Khái niệm cho chúng ta một ý tưởng chung về những gì câu chuyện, về tầm nhìn từ xa. Một tiền đề giới thiệu nhân vật, cốt truyện và có thể thiết lập. Nó cho chúng ta cảm giác về những trở ngại mà các nhân vật sẽ phải đối mặt. Một khái niệm chủ đề là gì? Trong các nghiên cứu văn học đương đại, một chủ đề là một chủ đề trung tâm một câu chuyện kể. Chủ đề có được chia thành hai loại. Khái niệm chủ đề của tác phẩm là những gì người đọc nghĩ rằng là phẩm là về, và tuyên bố chủ đề của nó là những gì tác phẩm nói về chủ đề. Chủ đề thường được phân biệt với cơ sở. Một khái niệm tinh thần là gì? Trong một lý thuyết vật lý của tâm trí, một khái niệm là một đại diện tinh thần mà bộ não sử dụng để biểu thị một lớp sự thật về thế giới. Các khái niệm là những biểu hiện tinh thần cho phép chúng ta rút ra những suy luận phù hợp về loại thức thể chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày. Các khái niệm thiết kế là gì? Một khái niệm thiết kế là ý tưởng đằng sau một thiết kế. Đó là cách bạn lên kế hoạch giải quyết vấn đề thiết kế trước mặt. Đó là logic cơ bản, suy nghĩ và lý luận về cách bạn sẽ thiết kế trong một trang web. Khái niệm của bạn sẽ dẫn đến sự lựa chọn của bạn trong màu sắc và loại. Nó sẽ chọn thẩm mỹ của bạn và xác định lưới của bạn. Làm thế nào để bạn dạy các khái niệm kích thước?
giới thiệu cho trẻ em khái niệm kích thước có thể được thực hiện theo cách thú vị nhất, miễn là bạn biết cách. Những đồ vật hàng ngày như giày dép, đồ chơi và thậm chí các đồ dùng có thể giúp bé tập đi phân biệt những lớn và nhỏ. Chẳng hạn đặt giày của bố và bé vào mẫu giáo cạnh nhau và hỏi bé cái nào là to hơn. Sự khác biệt là một khái niệm phải không? Sự khác biệt là một khái niệm chính của triết học, biểu thị quá trình học tập hợp các thuộc tính mà theo đó một thực thể được phân biệt với một thực thể khác trong một lĩnh vực quan hệ hoặc một hệ thống khái niệm nhất định. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.